Thông tin tiểu sử diễn viên Hồng Diễm Hồng Diễm sinh năm 1982 cô được biết đến là một người mẫu. Diễn viên MC từng lọt vào top 10 cuộc thi Hoa hậu Ngọc Trai Phương Đông 2004 và người mẫu được. Yêu thích nhất năm 2005 do công ty Elite bình chọn là MC quen thuộc của nhiều chương trình sảng khoái với C Game 2003, Tôi yêu Việt Nam và Con đường doanh nhân sau bộ phim Chàng trai đa. Cảm Hồng Diễm để lại khá nhiều ấn tượng với vai một miên trong Cầu Vồng Tình Yêu, bộ phim. Truyền hình dài 85 tập là người mẫu nổi tiếng tên tuổi vào các năm năm 2000 đến năm 2005 nhưng Hồng. Diễm Ít tham gia các hoạt động của làng thời trang sau khi lọt vào top 10 cuộc thi Hoa hậu Ngọc. Trai phương Đông 2004 tại Malaysia, cô tập trung vào nghề truyền hình trong vai trò MC, người đẹp. Lôi cuốn khán giả bằng gương mặt khả ái và giọng nói truyền cảm trong nhiều chương trình như giảng. Khoái cùng SEA Games, tôi yêu Việt Nam, phong cách sống, con đường doanh nhân, góc Hàn Quốc sau vai. Nga trong những chàng trai đa cảm, Hồng Diệm chưa nhận lời tham gia thêm bất cứ bộ phim nào khác. Mà bằng lòng với cuộc sống yên ấm bên chồng và cậu con trai gần 2 tuổi, nghề người mẫu đến với hồng diễm một cách tình cờ do một lần được gặp Thúy Hằng và cô đã đến với nghề người mẫu dưới sự. Dẫn dắt của chị Thúy Hằng và Thúy Hạnh gương mặt khả ái, cách nói chuyện nhỏ nhẹ nữ tính. Người mẫu hồng diễm đã rẽ bước sang ngang khi bắt đầu bước đến đỉnh cao của nghề năm 2009 hồng diễm có thời gian được làm việc với đạo diễn trọng trinh trong phim những người độc thân vui vẻ và hai anh em vẫn giữ liên lạc với nhau từ đó khi bộ phim cầu vồng tình yêu casting anh trọng trinh có nhã y mời diễm vào vai nữ chính ban đầu mình không nhận lời vì sợ không làm nổi nhưng khi đọc kịch bản, Diễm đã quyết định nhận vai, hiện tại Hồng Diễm vẫn duy trì công việc. Kinh doanh thời trang trẻ em và thời trang thiết kế, Hồng Diễm cũng giống như trường hợp Thúy. Hằng đều xuất thân từ người mẫu nhưng đóng phim rất ngọt bằng kinh nghiệm sống, diễn xuất bản. Năng, cả hai người đẹp này đều có những vai diễn được khán giả yêu thích, Hồng Diễm sau 5 năm mới. Quay trở lại màn ảnh, tái hợp hồng đăng trong dự án phim Tết Moscow mùa thay lá cô khiêm tốn. Khán giả chú ý tới Hồng Diễm vì cô ấy xuất hiện bên cạnh Hồng Đăng thôi, đang có nhiều fan lắm. Tôi rất thích nghề người mẫu vì đó bước đệm cho tôi đến với nghệ thuật. Thời đó tôi không nghĩ. Mình có khả năng đóng phim, làm MC truyền hình mọi người bảo được nhưng tự bản thân mình biết mình. Cũng chỉ là MC trung bình thôi, chứ không phải người có tài ứng biến nhanh nhạy sau cơ hội làm. Phim chàng trai đa cảm, đạo diễn Trung Dũng nhận xét tôi có khả năng đóng phim và sau phim này sẽ... Có nhiều lời mời, sau đó đúng là như vậy, nhưng tôi cũng tự biết diễn xuất của mình không đa dạng. Tôi cũng chỉ phù hợp với các vai diễn gần với mình, do đó xuất hiện tần suất nhiều sẽ gây nhàm. Chán, khi chọn phim tôi thường xem kỹ kịch bản, vì phim hay kịch bản quyết định 50%, một số Phim Hồng Diễm tham gia những chàng trai đa cảm cầu vòng tình yêu Moscow mùa thay lá. FB Nguyên Hồng Điêm 56